Đại tướng Phan Văn Giang, chiến lược gia vĩ đại đã thay đổi cục diện quân đội Việt Nam như thế nào? Xin chào quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới quân sự đang ngày càng phức tạp và biến động, câu hỏi đặt ra là liệu một chiến lược gia có thể làm nên điều kỳ diệu trong việc tái định hình một quân đội hay không? Đại tướng Phan Văn Giang, một trong những nhân vật chủ chốt trong lực lượng vũ trang Việt Nam hiện nay, đã chứng minh rằng câu trả lời cho câu hỏi này không phải là một điều viển vông. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc mà còn là một chiến lược gia vĩ đại với tầm nhìn sâu rộng. Nhưng chính xác thì điều gì đã giúp ông thay đổi cục diện quân đội Việt Nam? Những chiến lược nào đã được triển khai dưới sự chỉ huy của ông để đưa quân đội quốc gia lên một tầm cao mới? Trong khi quân đội Việt Nam từng phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sự chuyển giao công nghệ quân sự đến yêu cầu ngày càng cao về sự sẵn sàng chiến đấu, Đại tướng Phan Văn Giang đã có những bước chiến lược nào để dẫn dắt quân đội vượt qua những thử thách đó? Liệu rằng những cải cách mà ông triển khai đã tạo ra sự thay đổi sâu rộng như thế nào trong cách tổ chức và tác chiến của quân đội? Và trong tương lai, ông sẽ tiếp tục đóng vai trò gì trong việc định hình và duy trì sức mạnh quân sự của Việt Nam? Những câu hỏi này không chỉ đáng để suy ngẫm mà còn mở ra một cái nhìn sâu hơn về ảnh hưởng và tầm vóc của Đại tướng Phan Văn Giang trong lịch sử quân sự quốc gia. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với video phân tích chi tiết của chúng tôi ngay sau đây. Quý vị thân mến, Đại tướng Phan Văn Giang, một nhân vật xuất sắc trong lực lượng vũ trang Việt Nam, hiện đang giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông quê ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nơi đã hình thành nền tảng nhân cách và tinh thần kiên cường của ông. Trở về thời kỳ bắt đầu sự nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang đã bắt đầu hành trình quân ngũ của mình vào tháng 8 năm 1978, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Ngay từ khi nhập ngũ, ông đã thể hiện phẩm chất xuất sắc và lòng tận tụy với công việc. Ngày 4 tháng 12 năm 1982, ông chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành đảng viên chính thức vào ngày 4 tháng 6 năm 1984, đánh dấu sự kết nối sâu sắc của ông với lý tưởng cách mạng và sự nghiệp quốc phòng. Về mặt học vấn, Đại tướng Phan Văn Giang không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức và kỹ năng. Ông hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông với thành tích xuất sắc, đạt 10 trên 10. Ông cũng đã đạt được học hàm tiến sĩ khoa học quân sự và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Bên cạnh việc thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh với bằng C, điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ông cho các nhiệm vụ quốc phòng và lãnh đạo. Sự nghiệp của Đại tướng Phan Văn Giang đã được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý. Ông được tặng Huân chương Quân công hạng nhất và Huân chương Chiến công hạng nhất cùng với hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, thể hiện sự đóng góp to lớn của ông trong công tác bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Bên cạnh đó, ông còn nhận được Huân chương Hữu nghị hạng Mohase Devot từ nhà nước Campuchia và Huân chương Isana từ nhà nước Lào, chứng tỏ mối quan hệ quốc tế tốt đẹp và những đóng góp của ông cho hòa bình khu vực. Trong suốt sự nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang cũng được trao nhiều huy chương danh giá, bao gồm huy chương quân kỳ quyết thắng và các huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Những phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi của ông, mà còn là minh chứng cho sự cống hiến của ông cho sự nghiệp quốc phòng và an ninh quốc gia. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, cũng như Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đồng thời đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội khóa 15. Chức vụ hiện tại của ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nơi ông tiếp tục thể hiện lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình vào tháng 8 năm 1978 khi ông gia nhập quân đội và phục vụ trong các vị trí chiến đấu tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 ở tỉnh Cao Bằng. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1979 đến tháng 4 năm 1980, ông đảm nhận vai trò binh nhất và làm nhiệm vụ ôn văn hóa tại Trường Văn hóa Quân khu 1. Đây là giai đoạn đầu tiên trong hành trình dài của ông trong quân ngũ. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Quốc hội khóa 14 phê chuẩn ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ khóa 15 và ông chính thức được thăng hàm Đại tướng vào tháng 7 năm 2021. Những đóng góp của Đại tướng không chỉ đơn thuần là việc hiện đại hóa cơ cấu tổ chức mà còn là việc xây dựng và triển khai các chiến lược quân sự toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quân đội quốc gia. Ông đã tiên phong trong việc cải cách hệ thống đào tạo, nâng cao khả năng chiến đấu và đổi mới phương thức chỉ huy, qua đó định hình lại cục diện quân sự của Việt Nam trong thế kỷ 21. Vậy, Đại tướng Phan Văn Giang đã thay đổi cục diện quân đội Việt Nam như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích 3 khía cạnh chính về cải cách cấu trúc và tổ chức quân đội, đổi mới chiến lược và phương pháp huấn luyện, và cuối cùng là sự tạo lập một hình ảnh mới cho quân đội trong mắt công chúng và bạn bè quốc tế. Thứ nhất, là cải cách chiến lược toàn diện.
Dưới sự chỉ huy và dẫn dắt của Đại tướng Phan Văn Giang, quân đội Việt Nam đã trải qua một cuộc cải cách chiến lược toàn diện, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quân sự của quốc gia. Với sự am hiểu sâu rộng và tầm nhìn chiến lược xa trông, Đại tướng đã khéo léo đưa quân đội từ những phương pháp tác chiến truyền thống vào một kỷ nguyên mới của chiến lược quân sự hiện đại. Một trong những điểm nổi bật trong cuộc cải cách của Đại tướng Phan Văn Giang là sự áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý và chỉ huy quân đội. Trước khi ông tiếp quản các vị trí lãnh đạo, quân đội Việt Nam chủ yếu dựa vào các phương pháp tác chiến truyền thống, với phần lớn quy trình quản lý và chỉ huy còn phụ thuộc vào những công cụ và thiết bị đơn giản. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đại tướng, quân đội đã bắt đầu tích hợp các hệ thống công nghệ tiên tiến vào quy trình điều hành, giúp nâng cao khả năng phân tích, dự đoán và phản ứng nhanh chóng trong các tình huống chiến đấu. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng để cải thiện hiệu quả của các hệ thống điều phối quân sự, từ việc theo dõi và quản lý các lực lượng trên chiến trường đến việc truyền đạt thông tin chiến lược và ra quyết định. Sự tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình chỉ huy không chỉ tạo ra một hệ thống điều hành linh hoạt hơn mà còn cho phép quân đội Việt Nam xử lý thông tin lớn một cách nhanh chóng và chính xác hơn, đồng thời cải thiện khả năng dự đoán và phân tích tình hình chiến trường. Ngoài việc cải cách về công nghệ, Đại tướng Phan Văn Giang cũng tập trung vào việc nâng cấp trang thiết bị quân sự. Ông đã dẫn dắt nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí và trang bị quân sự thông qua việc chuyển giao công nghệ từ các quốc gia tiên tiến. Việc này bao gồm việc cập nhật các hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện chiến đấu, từ đó tạo ra một quân đội có sức chiến đấu cao hơn và đáp ứng nhanh chóng hơn trước những thách thức mới. Đại tướng không ngừng thúc đẩy việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng nội địa. Sự đầu tư này không chỉ giúp quân đội Việt Nam duy trì và nâng cao năng lực phòng thủ, mà còn giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp vũ khí và trang thiết bị từ nước ngoài. Nhờ vào những nỗ lực này, quân đội đã có thể nhanh chóng thích nghi với các thay đổi trong môi trường chiến lược toàn cầu và duy trì sự ưu thế về mặt quân sự. Cuộc cải cách chiến lược dưới sự chỉ huy của Đại tướng Phan Văn Giang đã không chỉ mang lại sự đổi mới về mặt công nghệ và trang bị, mà còn góp phần tạo lập một hình ảnh mới cho quân đội Việt Nam. Với việc xây dựng một nền tảng chiến lược hiện đại và hiệu quả, Đại tướng đã giúp quân đội không chỉ cải thiện khả năng phòng thủ quốc gia, mà còn khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Những cải cách này đã giúp quân đội Việt Nam không chỉ bắt kịp với sự phát triển của thế giới, mà còn tạo ra một lực lượng quân sự mạnh mẽ và có khả năng chiến đấu cao. Sự lãnh đạo và tầm nhìn của Đại tướng Phan Văn Giang đã đóng góp to lớn vào việc nâng cao uy tín và sức mạnh của quân đội Việt Nam, từ đó giúp quốc gia này duy trì sự ổn định và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong một thế giới đầy biến động. Thứ hai là tăng cường đào tạo và huấn luyện. Dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, quân đội Việt Nam đã bước vào một giai đoạn đổi mới sâu rộng trong công tác đào tạo và huấn luyện, mang lại những thay đổi mạnh mẽ trong cách thức phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc trang bị cho quân nhân những kỹ năng và tri thức cần thiết để thực hiện hiệu quả các chiến lược quân sự, Đại tướng đã dẫn dắt quân đội qua một cuộc cách mạng trong đào tạo, chú trọng không chỉ vào kỹ thuật quân sự mà còn vào việc phát triển tư duy chiến lược và khả năng ứng phó linh hoạt trong những tình huống phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng, các chương trình đào tạo quân sự đã được thiết kế lại một cách toàn diện, từ việc tập trung vào kỹ thuật chiến đấu cơ bản đến việc phát triển các kỹ năng chiến lược phức tạp hơn. Sự thay đổi này không chỉ giúp quân nhân nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, mà còn cải thiện khả năng tư duy phản xạ nhanh chóng và chính xác trong những tình huống căng thẳng. Đại tướng đã đưa vào áp dụng những phương pháp đào tạo hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm tạo ra một môi trường học tập và huấn luyện đầy thử thách nhưng cũng rất hiệu quả. Chương trình đào tạo được cải cách đã bao gồm việc tích hợp công nghệ tiên tiến như mô phỏng chiến trường, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống phân tích dữ liệu, giúp quân nhân không chỉ hiểu rõ hơn về các tình huống chiến đấu mà còn biết cách sử dụng các công cụ công nghệ để nâng cao hiệu quả tác chiến. Các bài tập huấn luyện cũng đã được điều chỉnh để phản ánh các tình huống chiến đấu thực tế, giúp quân nhân làm quen với các kịch bản phức tạp và đa dạng hơn. Một trong những điểm nổi bật trong công tác đào tạo dưới sự chỉ huy của Đại tướng là sự chú trọng vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược của từng quân nhân. Đại tướng Phan Văn Giang đã nhận thức rõ ràng để quân đội hoạt động hiệu quả và đạt được thành công trong các nhiệm vụ chiến lược, không chỉ cần các quân nhân phải có kỹ năng chiến đấu tốt mà còn cần có khả năng lãnh đạo và ra quyết định chính xác. Vì vậy, các chương trình đào tạo đã được thiết kế để phát triển các phẩm chất lãnh đạo, bao gồm khả năng quản lý đội ngũ, ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh và tự tin.
các khóa học đã được bổ sung các nội dung về phân tích tình huống chiến lược, quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề, giúp quân nhân có thể đánh giá và phản ứng với các tình huống chiến đấu một cách hiệu quả hơn. Sự đầu tư vào việc phát triển các kỹ năng lãnh đạo đã giúp quân nhân trở thành những nhà lãnh đạo có khả năng định hình và dẫn dắt các hoạt động quân sự một cách thành công. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đặc biệt chú trọng đến việc mở rộng cơ hội giao lưu và học hỏi từ các lực lượng quân đội quốc tế. Các quân nhân đã được khuyến khích tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự quốc tế, các khóa học và hội thảo quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và học hỏi các phương pháp huấn luyện tiên tiến từ các quốc gia khác. Điều này không chỉ giúp quân đội Việt Nam làm quen với các kỹ thuật và công nghệ mới mà còn xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các quốc gia đối tác. Sự giao lưu quốc tế đã giúp quân đội Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng tác chiến, đồng thời tạo ra cơ hội để tiếp cận với các chiến lược quân sự tiên tiến và công nghệ hiện đại. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện hiệu quả của các hoạt động quân sự và nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia. Cuộc cách mạng trong đào tạo và huấn luyện dưới sự chỉ huy của Đại tướng Phan Văn Giang đã dẫn đến việc xây dựng một lực lượng quân đội tinh nhuệ và đồng bộ. Sự cải cách trong công tác đào tạo đã giúp nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân từ việc phát triển các kỹ năng chiến đấu cơ bản đến việc nâng cao khả năng tư duy chiến lược và lãnh đạo. Kết quả là một lực lượng quân đội sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và thách thức trong môi trường chiến lược đầy biến động. Sự đầu tư và cải cách trong lĩnh vực đào tạo không chỉ nâng cao năng lực cá nhân của từng quân nhân mà còn tạo ra một lực lượng quân đội đồng bộ, hiệu quả và mạnh mẽ. Những cải cách này đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế của quân đội Việt Nam trên trường quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang đã đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao sức mạnh phòng thủ của quốc gia và bảo đảm an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phức tạp và đầy thách thức. Thứ ba, là xây dựng quan hệ đối ngoại chiến lược. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp và đa dạng, việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng không chỉ là một chiến lược cần thiết mà còn là một yếu tố then chốt để nâng cao vị thế của quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang với tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo sắc bén đã chứng tỏ vai trò tiên phong trong việc đổi mới và mở rộng các mối quan hệ quốc phòng của Việt Nam, từ đó góp phần thay đổi cục diện quân đội Việt Nam một cách mạnh mẽ và toàn diện. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, quân đội Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới trong việc thiết lập và củng cố các liên minh chiến lược với nhiều quốc gia trên thế giới. Ông không ngừng nỗ lực mở rộng quan hệ quốc phòng, không chỉ với các đối tác truyền thống mà còn với các quốc gia mới nổi, đặc biệt là trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn cầu. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã không chỉ giúp quân đội Việt Nam mở rộng phạm vi quan hệ quốc tế mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự hợp tác lâu dài và hiệu quả. Những liên minh chiến lược này không chỉ cung cấp hỗ trợ trong việc phát triển công nghệ quân sự mà còn nâng cao khả năng phòng thủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng đa dạng và tinh vi. Một trong những thành tựu nổi bật của Đại tướng Phan Văn Giang là việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các quốc gia tiên tiến và khai thác cơ hội chia sẻ công nghệ quân sự. Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Việt Nam đã tích cực tham gia vào các chương trình hợp tác quân sự quốc tế, từ việc tổ chức các cuộc tập huấn chung cho đến việc triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ. Sự hợp tác này đã mở ra cơ hội cho quân đội Việt Nam tiếp cận với các công nghệ quân sự tiên tiến, bao gồm các hệ thống thông tin, vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng phòng thủ và hiệu quả hoạt động của quân đội, mà còn tạo điều kiện cho việc cải thiện các phương pháp huấn luyện và chiến thuật quân sự. Nhờ vào sự chủ động trong việc xây dựng các mối quan hệ quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang đã giúp quân đội Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Sự hiện diện của quân đội Việt Nam trong các diễn đàn quốc phòng quốc tế và các cuộc tập trận quân sự chung đã tạo điều kiện cho việc khẳng định tầm ảnh hưởng và khả năng của quốc gia. Việc tham gia vào các hoạt động quốc tế không chỉ giúp quân đội Việt Nam duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác mà còn góp phần duy trì an ninh khu vực và toàn cầu. Sự nâng cao vị thế quốc tế này không chỉ đem lại lợi ích cho quân đội mà còn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Sự nâng cao vị thế quốc tế này không chỉ đem lại lợi ích cho quân đội mà còn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Sự chú trọng của Đại tướng vào việc xây dựng các quan hệ đối ngoại chiến lược đã tạo điều kiện cho việc thiết lập các chương trình hợp tác lâu dài và bền vững. Các chương trình này không chỉ bao gồm việc tổ chức các cuộc tập huấn chung mà còn mở rộng sang việc triển khai các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ quân sự. Sự hợp tác lâu dài này không chỉ giúp quân đội Việt Nam duy trì và phát triển các mối quan hệ đối tác mà còn tạo ra một mạng lưới đối tác chiến lược rộng lớn, sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống khủng hoảng và thách thức.
Điều này đảm bảo rằng quân đội Việt Nam không chỉ sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa hiện tại mà còn có khả năng thích ứng và phát triển trong tương lai. Dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, việc xây dựng và củng cố các quan hệ đối ngoại chiến lược đã đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi cục diện quân đội Việt Nam. Nhờ vào các liên minh chiến lược, sự hợp tác quốc phòng và việc chia sẻ công nghệ, quân đội Việt Nam đã nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam như một đối tác quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Sự chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng các quan hệ quốc tế đã giúp quân đội Việt Nam đáp ứng hiệu quả các thách thức mới, đồng thời tận dụng các cơ hội để phát triển và mở rộng ảnh hưởng của mình trong một thế giới ngày càng kết nối và thay đổi. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ nổi bật với vai trò là một nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc mà còn được vinh danh như một chiến lược gia vĩ đại với tầm nhìn xa trông rộng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc thay đổi cục diện quân đội Việt Nam. Sự đóng góp của ông không chỉ nằm ở những chiến lược cụ thể mà còn ở cách ông đã tạo nên một cuộc cách mạng toàn diện trong mọi lĩnh vực của quân đội, từ chiến lược tác chiến, đào tạo nhân lực đến quan hệ đối ngoại quốc phòng. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng, quân đội Việt Nam đã bước vào một giai đoạn cải cách chiến lược mang tính cách mạng. Ông đã dẫn dắt quân đội từ những phương pháp tác chiến truyền thống sang các chiến lược hiện đại hơn, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả tác chiến và khả năng phòng thủ. Việc tích hợp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào quản lý quân sự không chỉ giúp cải thiện khả năng điều phối mà còn đảm bảo quân đội Việt Nam có thể đối mặt với những thách thức mới một cách hiệu quả hơn. Sự chuyển giao công nghệ từ các quốc gia tiên tiến đã trang bị cho quân đội những công cụ hiện đại nhất, từ đó nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia và tạo ra một đội quân mạnh mẽ hơn, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Sự chú trọng của Đại tướng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện đã tạo ra một lớp quân nhân không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn thông thạo về chiến lược và phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp. Các chương trình đào tạo được thiết kế không chỉ để phát triển kỹ năng quân sự mà còn để khuyến khích tư duy chiến lược, khả năng lãnh đạo và sự linh hoạt. Điều này đã dẫn đến việc hình thành một lực lượng quân đội đồng bộ hiệu quả và có khả năng ứng phó nhanh chóng với các thách thức đa dạng. Sự đầu tư vào đào tạo và huấn luyện không chỉ nâng cao năng lực cá nhân mà còn đảm bảo rằng mỗi quân nhân đều được chuẩn bị tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của các chiến lược mới. Một trong những thành tựu nổi bật của Đại tướng Phan Văn Giang là việc xây dựng và củng cố các mối quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng. Ông đã tích cực tham gia vào việc thiết lập các liên minh chiến lược, ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia, từ đó mở rộng phạm vi hợp tác và tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa khu vực và toàn cầu. Sự hợp tác quốc tế không chỉ nâng cao vị thế của quân đội Việt Nam trên trường quốc tế mà còn tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin và công nghệ, từ đó làm tăng sức mạnh quân sự của quốc gia. Những liên minh chiến lược và chương trình hợp tác quốc tế đã giúp Việt Nam không chỉ duy trì an ninh mà còn củng cố vai trò của mình như một đối tác quan trọng trong cộng đồng quốc tế. Sự lãnh đạo của Đại tướng Phan Văn Giang đã tạo nên một cuộc cách mạng trong quân đội Việt Nam, làm thay đổi diện mạo của lực lượng vũ trang quốc gia. Các cải cách chiến lược, sự chú trọng vào đào tạo và huấn luyện cùng với việc xây dựng các mối quan hệ đối ngoại chiến lược đã góp phần nâng cao sức mạnh quân sự và khả năng phòng thủ của quốc gia. Sự đóng góp của ông không chỉ nâng cao vị thế của quân đội Việt Nam trên trường quốc tế mà còn đảm bảo rằng quốc gia có một lực lượng quân đội sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thời đại mới. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và phát triển trong quân đội Việt Nam. Vậy ngoài những vấn đề mà chúng tôi nêu ở trên, quý vị có những nhận xét như thế nào về vị Đại tướng Phan Văn Giang, người đã làm thay đổi bộ mặt quốc phòng Việt Nam? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của các bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi và lắng nghe về lời Phật dạy về chữ nhẫn. Những lời dạy này tập trung vào giá trị của sự nhẫn nhịn, kiên nhẫn và bình tĩnh trong cuộc sống, giúp con người duy trì tâm an lạc và hòa bình nội tâm. 1. Nhẫn là sức mạnh vĩ đại nhất của con người. Phật dạy rằng sự nhẫn nhịn không chỉ giúp con người vượt qua những khó khăn và thử thách, mà còn là biểu hiện của sức mạnh tinh thần và trí tuệ. 2. Người biết nhẫn nhịn là người có trí tuệ lớn. Theo Đức Phật, khả năng nhẫn nhịn chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc và trí tuệ của một người vì họ hiểu rằng những cơn giận dữ và phản ứng vội vàng không mang lại kết quả tốt đẹp. 3. Nhẫn nhịn chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Phật dạy rằng khi đối mặt với mâu thuẫn, sự nhẫn nhịn giúp giảm căng thẳng và tìm ra giải pháp hòa bình hơn là xung đột và tranh cãi. 4. Nhẫn nhịn giúp bạn vượt qua mọi đau khổ và khó khăn. Sự nhẫn nhịn giúp con người không bị khuất phục trước những khó khăn đau khổ,
từ đó giúp họ duy trì tâm bình an và sức mạnh nội tâm. 5. Nhẫn nhịn không phải là yếu đuối mà là một biểu hiện của sự mạnh mẽ. Đức Phật khẳng định rằng sự nhẫn nhịn là dấu hiệu của sức mạnh nội tâm vì nó yêu cầu một sự tự kiểm soát và kiên nhẫn lớn lao. 6. Khi bạn biết nhẫn nhịn, bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Phật dạy rằng sự nhẫn nhịn giúp con người nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và sáng suốt, từ đó làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và ít căng thẳng hơn. 7. Nhẫn nhịn là con đường dẫn đến sự bình an nội tâm. Theo lời Phật dạy, nhẫn nhịn giúp làm giảm sự xung đột bên trong tâm hồn, từ đó mang lại sự bình an và hạnh phúc. 8. Nhẫn nhịn trong mọi tình huống giúp bạn rèn luyện đức hạnh và nhân cách. Đức Phật cho rằng việc thực hành nhẫn nhịn giúp con người phát triển đức hạnh và phẩm cách, tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp hơn với người khác. 9. Sự nhẫn nhịn là chìa khóa để duy trì sự hòa hợp trong xã hội. Phật dạy rằng nhẫn nhịn không chỉ có lợi cho cá nhân mà còn giúp duy trì sự hòa hợp và hòa bình trong cộng đồng và xã hội. 10. Nhẫn nhịn là cách giúp bạn kiểm soát chính mình và không bị điều kiện bên ngoài làm dao động. Theo Đức Phật, khả năng nhẫn nhịn giúp con người kiểm soát cảm xúc và hành vi của mình, không để những yếu tố bên ngoài làm thay đổi tâm trạng và thái độ của mình. Những lời dạy này nhấn mạnh rằng sự nhẫn nhịn là một phẩm chất quan trọng giúp con người duy trì sự bình an nội tâm, phát triển trí tuệ và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ video với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục được cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Những hành động này không chỉ là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển mà còn giúp chúng tôi cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhất đến quý vị. Xin quý vị lưu ý rằng nội dung trong video phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Chúng tôi khuyến khích quý vị tự kiểm tra và tham khảo thêm từ các nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bất ngờ bị cưỡng chế, sự nghiệp cả đời sư Thích Trần Quang bị hủy diệt hoàn toàn. Xin chào các bạn, vào sáng ngày hôm nay, dư luận lại tiếp tục xôn xao chấn động một sự việc về vị sư mà được nhiều Phật tử cực kỳ tin theo, khi sự nghiệp cả đời của sư Thích Trần Quang đang đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Công cuộc dẹp loạn đến cuộc tấn công quyết liệt từ phía chính quyền Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ông từ vị trí uy quyền và ảnh hưởng trong cộng đồng Phật giáo đến bờ vực sụp đổ. Ngôi chùa Phật Quang, biểu tượng của sự thịnh vượng và ảnh hưởng của ông, giờ đây trở thành tâm điểm của những cuộc cưỡng chế và điều tra về các sai phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng đất rừng phòng hộ. Nhà nước, với sự quyết tâm không thể lay chuyển, đã triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm giải quyết vấn đề, từ hàng loạt biên bản vi phạm đến các quyết định cưỡng chế. Mọi hoạt động xây dựng không hợp pháp của chùa Phật Quang đang bị đẩy vào tình thế không thể cứu vãn. Sư Thích Trần Quang, người đã từng được ngưỡng mộ và kính trọng, giờ đây phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của mình khi mà mọi công sức xây dựng của ông giờ chỉ còn là đống đổ nát. Trong khi công chúng và các Phật tử theo dõi từng bước đi của vụ việc, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu sự nghiệp của sư Thích Trần Quang có thể phục hồi được sau cuộc càn quét này hay không, hay ông sẽ phải chấp nhận sự thất bại không thể lường trước. Ngay sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Ông Thích Trần Quang, tên thật là Vương Tấn Việt. Như các bạn còn nhớ, ông Thích Trần Quang nổi tiếng với nhiều bài thuyết giảng được đăng tải trên mạng và thu hút đông đảo người nghe, cả trực tiếp lẫn trên nền tảng online. Tuy nhiên, có vẻ như đôi khi ông có những phát biểu gây tranh cãi. Ví dụ như trong một bài giảng, ông đã nhắc về cái võng. Ví dụ, cái võng trở thành một tội ác, khẳng định rằng nó tiêu diệt hết công đức của chúng sinh. Lý lẽ của ông cho rằng khi nằm võng, đặc biệt là ở ven đường, chân người nằm võng có thể đạp vào mặt người qua đường, dẫn đến việc bao nhiêu phước lành cũng bị tiêu tan. Một luận điểm hết sức là phi lý. Thực sự có nhiều người lại có thể tin vào lý luận vô lý như vậy. Phải chăng vì quá mê tín vào cái gọi là tâm linh mà không có bất kỳ sự phản biện nào?
Vậy, nếu như cái lý luận của ông Thích Chân Quang nói rằng cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức, thì chắc có lẽ những chiếc trong các trận chiến lịch sử giải phóng dân tộc của bộ đội Việt Nam ta ngày xưa dùng để mắc làm chỗ ngả lưng là tiêu hết phước. Thời đó, vì chiến tranh giải phóng cứu nước mà ông cha ta không có giường, chỉ có võng để nghỉ ngơi trong những điều kiện vô cùng khó khăn và nguy hiểm của mưa bom bão đạn. Đã vậy, ông cha ta làm nên những chiến công vang dội hào hùng cho đến ngày nay. Vậy mà khi phát ngôn thể hiện quan điểm dưới góc nhìn tâm linh lại cho rằng cái võng tiêu diệt hết công đức, chẳng phải là nói rằng các chiến sĩ của chúng ta ngày xưa không có công đức gì sao, phủi đi công ơn của các anh hùng đã ngã xuống để giành lại độc lập cho dân tộc, hòa bình ngày nay hay sao? Không chỉ vậy, còn việc võng đạp vào mặt người qua đường dường như không có cơ sở thực tế và dễ khiến người ta nghi ngờ về tính hợp lý của lý luận đó. Nhưng không thể hiểu tại sao người ta lại có thể tin theo mà không phản bác lại luận điểm vô lý, chối bỏ công ơn như vậy. Ngoài ra, ông Việt cũng nói rằng ai hát karaoke nhiều thì có nguy cơ thành ma câm. Luận điểm này dường như là mâu thuẫn với chính sách của nhà nước, vốn tuyên truyền, chống mê tín dị đoan. Liệu việc ông Việt giảng về việc có ma có phù hợp với quan điểm vô thần của nhà nước hay không, hay ông đang tuyên truyền mê tín dị đoan mà không nhận ra? Đặc biệt là vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội, nơi nhiều cán bộ cao cấp bị thiệt mạng. Liệu những người này có thực sự trở thành ma câm như lời ông Việt nói hay không? Rõ ràng có thể thấy những phát biểu như vậy dễ gây nhầm lẫn và cần được xem xét lại trong bối cảnh thực tế. Tuy nhiên, những việc tổ chức tiệc tùng và hát karaoke của ông Thích Chân Quang có thể khiến người ta lo ngại về những lời cảnh báo như việc trở thành ma câm. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy bất an và lo lắng ở một số người tin theo đạo. Ngoài ra, ông Việt còn kêu gọi giải hạn và cầu tài lộc bằng cách cúng dường và khuyến khích Phật tử đóng góp tiền cho chùa. Điều này giải thích phần nào tại sao ông có nhiều tiền để xây dựng hệ thống công trình tôn giáo lớn giữa rừng phòng hộ, rộng cả 1.000 m². Cụ thể, vào năm 2018, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành thanh tra việc sử dụng đất liên quan đến chùa Phật Quang của ông Thích Chân Quang. Kết quả thanh tra cho thấy có nhiều sai phạm, trong đó đáng chú ý là việc chùa tọa lạc trên một phần rừng phòng hộ. Như các bạn đã biết, rừng phòng hộ có vai trò rất quan trọng đối với môi trường và hoạt động sống của con người. Việc xây dựng công trình tôn giáo trong khu vực này không chỉ vi phạm quy định mà còn có thể gây hại cho môi trường. Mỗi lần khi mùa mưa tới, chúng ta lại chứng kiến những trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng khiến hàng loạt ngôi nhà bị cuốn trôi. Những hiện tượng này cho thấy tầm quan trọng của rừng phòng hộ, vốn được xem là khu vực bất khả xâm phạm. Nhưng với ông Thích Chân Quang, lại vẫn được xây dựng chùa trên khu đất rừng phòng hộ. Theo kết luận thanh tra điều tra, ông đã mua 19 hectare đất rừng phòng hộ và giải thích rằng đất này được mua lại từ người dân. Nghi vấn rằng với tư cách là nhà sư, ông Việt lấy đâu ra số tiền lớn để mua đất tính bằng hecta, trong khi thông thường việc mua đất được tính bằng mét vuông. Điều này gợi ý rằng ông phải có nguồn tiền rất lớn. Tạm bỏ qua vấn đề tài chính, sự việc mua đất của ông Việt đã bị cơ quan chức năng kết luận là trái quy định pháp luật và không có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, ông vẫn tiến hành xây dựng một hệ thống công trình tôn giáo gồm 36 công trình với tổng diện tích lên đến 25,69 ha. Tổng khuôn viên của chùa lên đến 40.000 m², trong đó phần đường nhựa vào chùa rộng tới 3.500 m². Với số diện tích xây dựng ở trên đã cho thấy diện tích rừng bị phá để xây dựng chùa là vô cùng lớn, lên đến nhiều hecta. Dẫu vậy, đất xây dựng không hợp pháp, ông Việt vẫn có được giấy phép xây dựng. Cụ thể, vào năm 2001, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp giấy phép cho ông để xây dựng chính điện rộng 228 m². Tại đây, hai sai phạm nghiêm trọng đã được phát hiện. Thứ nhất, ông Thích Chân Quang được cấp phép xây dựng diện tích 228 m², nhưng thực tế ông đã xây dựng tới 445 m², gấp đôi diện tích được cấp phép. Đây là một sai phạm rõ ràng. Thứ hai, liên quan đến Sở Xây dựng, đoàn thanh tra đã kết luận rằng việc cấp phép xây dựng cho ông Việt không đảm bảo quy hoạch tại khu vực núi Dinh. Do đó, việc cấp phép của Sở Xây dựng cũng có sai sót nghiêm trọng. Đất khu vực này thuộc rừng phòng hộ, nơi chỉ có nhà nước mới được phép thực hiện các hoạt động liên quan. Việc cấp phép cho một cá nhân xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ là hoàn toàn trái quy định. Nhưng mấu chốt đáng chú ý ở đây là sai phạm này đã xảy ra từ hơn 20 năm trước và không ai rõ các lãnh đạo thời đó đã xử lý như thế nào hay là nhắm mắt làm ngơ như không biết. Vấn đề lớn hơn là mặc dù sai phạm đã được phát hiện từ năm 2018, công trình vẫn tồn tại đến năm 2024 mà chưa được khắc phục.
Đặc biệt, không chỉ công trình chính điện mà còn có đến 35 công trình khác của chùa Phật Quang được xây dựng mà không có giấy phép, hoàn toàn vi phạm quy định. Theo thông tin từ báo Vietnamnet, trong quá trình xây dựng chùa, cơ quan chức năng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, tổng cộng lên tới 33 biên bản. Mặc dù đã có 11 quyết định xử phạt, bao gồm yêu cầu đình chỉ thi công và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu cho rừng phòng hộ, nhưng đại diện chùa không thực hiện các biện pháp này và tiếp tục xây dựng. Điều này thể hiện sự không chấp hành pháp luật về xây dựng và các văn bản pháp lý của cơ quan chức năng. Việc sai phạm lớn như vậy vẫn chưa được khắc phục đúng cách, khiến dư luận đặt câu hỏi về sự nghiêm minh của việc thực thi pháp luật. Cho đến hiện tại, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ đang lên kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại chùa Phật Quang. Việc cưỡng chế lần này khác hẳn so với các quyết định xử phạt trước đây. Trước đây, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt nhưng chùa không chấp hành và mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Nhưng lần này, nhà nước đã quyết tâm thực hiện cưỡng chế, tức là nếu không tự giác tháo dỡ, chính quyền sẽ thực hiện việc này thay cho chùa. Khi các công trình xây dựng sai phạm, bao gồm cả công trình chính điện và các công trình phụ khác, tổng cộng lên tới 36 công trình đều sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Tất cả các công trình tại chùa Phật Quang đều vi phạm quy định và nhà nước sẽ cưỡng chế toàn bộ để trả lại hiện trạng rừng phòng hộ. Liệu khi các đệ tử của ông có cùng thầy quyên góp xây chùa nữa hay không, hay có nhiều người giác ngộ chân lý? Mặc dù đã quyết tâm cưỡng chế để xử lý các sai phạm, việc phá bỏ tất cả công trình vẫn là một sự lãng phí lớn về tài chính. Chỉ riêng công trình chính điện ước tính đã tốn nhiều chục tỷ đồng và việc phá bỏ nó cùng các công trình khác sẽ chỉ để lại đống đổ nát. Số tiền này phần lớn có thể là từ tiền cúng dường của nhân dân và việc phải phá bỏ công trình lớn như vậy là một sự lãng phí không hề nhỏ. Thực tế, nếu làm đúng quy định ngay từ đầu thì vấn đề này đã không xảy ra, thì tiền của người dân đóng góp vào không trở nên lãng phí như vậy. Nhưng đó là lòng tin của dân chúng, khi tâm họ ở đâu, tiền họ ở đó. Thực tế chúng ta có thể tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì khác. Thời đại hiện nay, không phải cứ theo đạo Phật và nghe các sư giảng thì chúng ta phải hoàn toàn tin theo. Có nhiều sư khác nhau và không phải ai cũng thành tâm theo Phật. Có thể một số người chỉ lợi dụng tín đồ để đạt được mục đích cá nhân. Vì vậy, trước khi tin theo ai, hãy tìm hiểu thật kỹ và lâu dài. Kết thúc một giai đoạn đầy biến động, sự sụp đổ toàn diện của sư Thích Trần Quang là một minh chứng rõ ràng về sự kiên quyết của cơ quan chức năng trong việc duy trì trật tự và pháp luật. Sự cưỡng chế đối với chùa Phật Quang không chỉ là một cú sốc lớn đối với cộng đồng Phật giáo, mà còn là một cảnh báo mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm quy định pháp luật, dù cho người vi phạm có địa vị hay ảnh hưởng lớn đến đâu. Những công trình đồ sộ và công sức cả đời của sư Thích Trần Quang giờ đây đã trở thành đống đổ nát, phản ánh sự thất bại của việc lách luật và xây dựng trái phép. Dù cho lãng phí về tài nguyên và công sức là điều không thể phủ nhận, nhưng đây là bài học hình mẫu cho việc xử lý triệt để các sai phạm, đặc biệt là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường, tuân theo quy định của pháp luật. Câu chuyện của ông không chỉ dừng lại ở việc xử lý cá nhân mà còn là bài học cho toàn xã hội về sự cần thiết của việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh. Dù cho con đường phục hồi có vẻ là mờ mịt, nhưng sự việc này vẫn là một nhắc nhở về việc giữ gìn sự minh bạch và công bằng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nội dung tiếp theo trong video ngày hôm nay mà chúng tôi xin được gửi tới quý vị. Vấn đề giữa Trung Quốc và Campuchia bị ảnh hưởng bởi một siêu dự án của Thái Lan. Hãy cùng chúng tôi đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về luận điểm này ngay sau đây. Siêu dự án của Thái Lan khiến Trung Quốc và Campuchia vỡ mộng. Dự án kênh đào Phù Nam tại Campuchia là một dự án quy mô lớn đang được triển khai với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Trung Quốc. Kênh đào này được kỳ vọng sẽ tạo ra một tuyến đường thủy quan trọng, nhưng cũng đang gây lo ngại về các tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và môi trường hạ lưu sông Mekong. Không ngồi yên, hành động đáp trả với dự án kênh đào Phù Nam, ngay sau đó Thái Lan đã bắt tay vào một siêu dự án khác, xây dựng cầu cạn bắc qua eo đất Kra. Dự án này không chỉ là một công trình quan trọng mà còn là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng hành lang vận tải bắc qua eo đất Kra, một dự án đã được các nhà lãnh đạo Thái Lan bàn bạc kỹ lưỡng và hoạch định trong rất nhiều năm qua. Khi triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn ở khu vực này, không chỉ phản ánh sự cạnh tranh chiến lược trong khu vực mà còn có thể dẫn đến những thay đổi sâu rộng về mặt kinh tế và môi trường.
Khi Campuchia thúc đẩy tiến độ kênh đào Phù Nam, Thái Lan đáp trả bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, thể hiện rõ sự điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh và hợp tác khu vực. Eo đất Kra là một dải đất hẹp chạy dài theo hướng Bắc Nam, nối bán đảo Mã Lai với lục địa châu Á. Phần phía đông của eo đất này thuộc Thái Lan, hướng ra vịnh Thái Lan, trong khi phần phía tây thuộc Myanmar và nhìn ra biển Andaman. Từ năm 1677, người Pháp đã nhận thấy cơ hội lớn từ khu vực này và đề xuất việc đào một con kênh tại phần hẹp nhất của eo đất nhằm kết nối hai biển Andaman và vịnh Thái Lan. Nhưng vướng vào sự phản đối của người dân Thái Lan, một phần là do kinh tế eo hẹp nên dự án này vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Estavin, dự án này đã được khởi động trở lại kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8 năm 2023. Trọng tâm chính sách của chính phủ Tavin là phục hồi nền kinh tế Thái Lan và việc tái khởi động dự án xây dựng hành lang vận tải bắc qua eo đất Kra là một phần trong nỗ lực này. Sau một thập kỷ tăng trưởng chậm chạp, phần lớn do sự quản lý yếu kém của quân đội và tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, chính phủ Thái Lan đã đặt ra mục tiêu tái cấu trúc và phục hồi nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ đã ưu tiên ký kết các hiệp định thương mại tự do và cựu Thủ tướng Settatavin đã đi khắp thế giới để thu hút đầu tư nước ngoài. Để theo đuổi tầm nhìn kinh tế đầy tham vọng, ông Tavin đã đề xuất một ý tưởng độc đáo trên nền tảng của một ý tưởng cũ. Thay vì tiếp tục kế hoạch xây dựng kênh đào Kra, Thái Lan đã quyết định xây dựng một cầu cạn bắc qua eo đất Kra. Theo ông Tavin, dự án này không chỉ kỳ vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư quốc tế mà còn biến Thái Lan thành một trung tâm sản xuất thịnh vượng. Dự án cầu cạn CR sẽ là một siêu dự án toàn cầu mang lại lợi ích to lớn bằng cách rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa qua eo biển Malacca từ 6 đến 9 ngày. Việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Thái Lan mà còn có thể thay đổi hoàn toàn cục diện vận tải toàn cầu. Ngoài ra, tiến sĩ Jotun giải thích rằng kênh đào này có nguy cơ rằng nó có thể chia cắt Thái Lan thành hai phần. Điều này có thể thúc đẩy phong trào ly khai và gây bất ổn. Tuy nhiên, với việc xây dựng cầu cạn, thay vì đào kênh, Thái Lan sẽ xây dựng một siêu xa lộ. Điều này sẽ không chỉ làm giảm mối lo ngại về việc chia cắt đất nước, mà còn tạo ra một tuyến đường thương mại mới kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Dự án cầu cạn CR sẽ bao gồm hai cảng biển sâu ở hai bờ biển của Thái Lan nối với nhau bằng một hệ thống đường sắt và đường bộ dài 90 km. Cảng phía đông sẽ được đặt tại tỉnh Chumphon trên vịnh Thái Lan, trong khi cảng phía tây sẽ nằm ở tỉnh Ranong trên biển Andaman. Dự án này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và củng cố vai trò của Thái Lan trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Setta, chi phí ước tính cho dự án cầu cạn CR là khoảng 35,6 tỷ đô la Mỹ, một số tiền không hề nhỏ, nhưng đây sẽ là một thách thức không nhỏ dành cho giới cầm quyền Thái Lan. Hiện tại, Thái Lan đang lên kế hoạch xây dựng các cảng nước sâu tại tỉnh Chumphon và tỉnh Ranong, cùng với việc trang bị cho hai cảng này những phương tiện vận chuyển và thiết bị máy móc tốt nhất để bốc dỡ hàng hóa. Các tàu chở hàng hóa sản xuất tại Đông Nam Á sẽ dỡ hàng tại Chumphon, sau đó hàng hóa sẽ được chuyển nhanh chóng bằng xe tải và tàu hỏa sang phía bên kia. Trong khi đó, các tàu chở hàng hóa từ Tây Á và châu Âu sẽ làm điều tương tự tại Ranong. Cựu Thủ tướng Setta đã hồi sinh ý tưởng này một cách hăng hái, đưa ra các lập luận tương tự như những người ủng hộ kênh đào Kra đã trình bày từ lâu. Ông cho rằng việc bỏ qua eo biển Malacca đang ngày càng đông đúc và tắc nghẽn sẽ giúp các công ty vận tải tiết kiệm từ 3 đến 4 ngày thời gian đi thuyền, từ đó giảm chi phí vận chuyển khoảng 15%. Thêm vào đó, việc xây dựng cầu cạn CR dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể với ước tính khoảng 1,3 triệu tỷ bạt, tương đương với 370 tỷ đô la Mỹ. Điều này không chỉ nâng cao tăng trưởng kinh tế lên 5,5% mà còn tạo ra khoảng 280.000 việc làm, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan và khẳng định vai trò của quốc gia này trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án cầu cạn Kra, hứa hẹn sẽ thúc đẩy nền kinh tế miền Nam Thái Lan mà còn đưa Thái Lan vào trung tâm của chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Qua đó cho thấy cây cầu này sẽ nâng cao vị thế của xứ sở chùa vàng tại khu vực, đồng thời gia tăng tầm ảnh hưởng của nền kinh tế Thái Lan trên trường quốc tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan về triển vọng của siêu dự án này bởi còn rất nhiều rủi ro và nhược điểm khác. Đó mới chỉ là suy đoán và phân tích.
Về phía người dân Thái Lan, họ đã bày tỏ lo ngại về tính khả thi về mặt kinh tế của dự án. Họ lập luận rằng mặc dù việc bỏ qua eo biển Malacca có thể rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, nhưng việc bốc rỡ hàng hóa tại một đầu cầu và sau đó vận chuyển sang đầu bên kia trước khi chất lên các tàu khác có thể gây ra sự chậm trễ và làm tăng chi phí vận chuyển. Hơn nữa, cầu cạn Kra cũng có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch và đánh bắt cá ở miền Nam Thái Lan. Về mặt địa chính trị, quyền sở hữu và khai thác cây cầu này có thể kéo Thái Lan vào vòng xoáy cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đặc biệt nếu Bắc Kinh tham gia tài trợ cho việc xây dựng. Những vấn đề này cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn không gây hại đến môi trường và ổn định chính trị của quốc gia. Bất chấp những phản biện và lo ngại đó, Thủ tướng Seta Thavin vẫn kiên quyết theo đuổi dự án cầu cạn Kra. Ông đã đưa ra một mốc thời gian cụ thể cho dự án. Các công ty xây dựng dự kiến sẽ đấu thầu hợp đồng vào giữa năm 2025 với việc khởi công dự án vào cuối năm đó và hoàn thành vào năm 2030. Tổng chi phí ước tính cho dự án là khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Chanvidakul đã công khai ủng hộ dự án. Ông khẳng định rằng việc xây dựng cầu cạn Kra sẽ đơn giản hơn so với việc đào kênh đào. Ông cũng nhấn mạnh rằng dự án sẽ không ảnh hưởng đến an ninh nội bộ của Thái Lan vì cây cầu đất liền sẽ kết nối hai bờ biển mà không gây chia cắt đất nước, điều mà nhiều người vẫn lo ngại. Đây được coi là một thách thức lớn đối với dự án này là tìm kiếm nguồn vốn đầu tư. Với quy mô khổng lồ của dự án, việc huy động vốn từ các nhà đầu tư quốc tế là rất quan trọng. Thủ tướng Thavin đã tiếp cận các đối tác tiềm năng ở Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi tích cực nào từ các bên này. Sự thành công của dự án phụ thuộc vào khả năng Thái Lan thu hút được nguồn vốn đầu tư cần thiết, đồng thời giải quyết các lo ngại về môi trường và ảnh hưởng chính trị để đảm bảo dự án không chỉ là một kỳ vọng lớn về kinh tế, mà còn là một bước tiến thực sự vững chắc trên trường quốc tế. Mặc dù các công ty xây dựng Trung Quốc có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu về xây dựng cảng, đường bộ và đường sắt cần thiết cho dự án, Bắc Kinh dường như không sẵn sàng coi cầu cạn Kra là một phần của sáng kiến vành đai và con đường. Sự chững lại trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã khiến các nhà lãnh đạo nước này trở nên thận trọng hơn trong việc tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ ở nước ngoài, đặc biệt là những dự án có giá trị kinh tế không rõ ràng như cầu cạn Kra. Tokyo cũng tỏ ra không mặn mà với dự án này, phản ánh sự thiếu quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế lớn. Đáng chú ý là không có công ty vận chuyển lớn nào trên thế giới nhanh chóng ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Seta Thavin. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ trong việc thu hút vốn đầu tư cho siêu dự án này. Việc thiếu sự ủng hộ từ các đối tác quốc tế và các công ty vận chuyển có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng triển khai và thành công của dự án, buộc Thái Lan phải tìm cách giải quyết những vấn đề này để đảm bảo dự án không chỉ là một kỳ vọng lớn mà còn là một bước tiến thực sự vững chắc trong tương lai. Mặc dù hiện tại có chút khó khăn, nhưng ông Seta Thavin vẫn rất tự tin vào khả năng triển khai dự án cầu cạn Kra vào năm sau nếu mọi chuyện tiến triển một cách suôn sẻ. Giai đoạn đầu tiên của dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2030 và hoàn thành vào năm 2039. Nếu siêu dự án này được hoàn thành đúng thời hạn và đi vào hoạt động, nó sẽ không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương mà còn tạo ra những tác động tích cực lớn lao cho nền kinh tế Thái Lan. Cầu cạn Kra sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của miền Nam Thái Lan, tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển khu vực này. Giai đoạn này, Thái Lan cần phải có các bước đi đúng đắn và chuẩn xác để đảm bảo dự án không chỉ là một kỳ vọng lớn mà còn trở thành hiện thực. Sự thành công của dự án phụ thuộc vào khả năng thu hút vốn đầu tư, triển khai các kế hoạch kỹ thuật và vượt qua các thách thức môi trường, cũng như sự đồng thuận từ các bên liên quan và cộng đồng quốc tế. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, chính phủ Thái Lan phải tiếp tục nỗ lực để đảm bảo mọi yếu tố quan trọng được giải quyết một cách hiệu quả. Siêu dự án cầu cạn Kra của Thái Lan đang tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong hạ tầng vận tải toàn cầu. Nếu thành công, nó sẽ kết nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, khoảng cách vận chuyển được rút ngắn đi rất nhiều và thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt ở miền Nam Thái Lan. Nếu như dự án này thành, thì nó có thể làm thay đổi cục diện kinh tế khu vực, ảnh hưởng đến các kế hoạch của Trung Quốc và Campuchia và yêu cầu điều chỉnh chiến lược từ các đối thủ quốc tế. Tiếp theo, xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe mẩu chuyện ngắn hay và ý nghĩa. Về quê. Ngày bé hai quay về làng ôm theo đứa con nhỏ, xóm giềng ráo rác hỏi han, thôi thì phận đời đàn bà xóm côi cút, cứ lỡ làng duyên số.
Không biết ngày xưa ai đặt cái tên mà nó vận lên đời người xứ mình. Mấy bà già chật lưỡi cái trách, rồi người cho cái này, người cho cái kia. Bế hai cứ vậy mà lầm lũi chắp vá cho ra căn nhà. Cũng dễ chừng hơn chục năm, từ ngày má mất, bế hai mới quay lại chốn này. Ngỡ tha hương bởi đời con nhỏ, làm gì có quê. Bỗng một ngày, giông tố phủ xuống, mình lại quay về xứ. Xứ này cứu nó một mạng, giờ lại cứu mang nó thêm đoạn đời này. Bế hai không có tía má, một sớm mùa hạ nào đó của gần 30 năm trước, cổng miếu ngũ hành có tiếng đứa trẻ khóc. Má đi buổi chợ sớm, nghe tiếng con nít quấn trong cái khăn trắng, còn lấm lem vết máu thì đem về. Năm đó, má ngoài 40, gương mặt bên phải có vết bớt đen kéo từ gò má xuống tới cằm, chân đi siêu vẹo sau một lần sốt. Đàn ông chẳng ai thèm một người đàn bà xấu xí tật nguyền. Nhưng chỉ duy nhất người đàn bà đó, trong cái làng có tiếng gái đẹp nhất Cố Giang này, nhận nuôi nấng chăm bẵm bế hai. Má nói bế hai trắng, cặp mắt tròn xoe như mấy con cúp bế đồ chơi. Má gọi bế hai từ đó. Bế hai lớn lên trổ mã, đẹp nức tiếng Cố Giang. Năm 18 tuổi, bỏ qua mấy lời dạm ngỏ, má nói bế hai lên thị thành đi, nơi này đâu phải là quê nhà của bế hai. Đi kiếm tương lai của chính mình, má rồi sẽ về với sóng nước Cố Giang. Bế hai theo bạn khăn gói lên thị thành, đồng tiền kiếm được bao nhiêu, dành dụm, gửi về cho má, chắt mót, đặng cất nhà. Nhưng đâu chừng 2-3 năm sau thì bao nhiêu tiền làm ra cũng chảy vào căn bệnh ung thư của má. Cho đến ngày má nằm xuống, bế hai chôn má sau mảnh vườn nhà, rồi bôn ba biển biệt. Thoảng khi nhớ má quá thì chạy về thắp nén nhang, kể cho má nghe chuyện đời rồi đi. Kính thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Nếu quý vị thấy video hay và hữu ích, hãy nhớ ấn like và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nhé. Mỗi video đều là tâm huyết của toàn bộ ekip chương trình, mong rằng sẽ luôn được quý vị đón nhận và ủng hộ lâu dài trên kênh Người Đưa Tin. Xin quý vị lưu ý rằng nội dung trong video được hiểu là cá nhân quan điểm và ý kiến của tác giả, không phải là quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Nó cũng nhấn mạnh về trách nhiệm cá nhân khi sử dụng thông tin từ video này, khuyến khích người xem tự kiểm tra và tham khảo các nguồn thông tin chính thống và đáng tin cậy khác. Việc tiếp cận các vấn đề chính trị từ nhiều góc nhìn và nguồn thông tin khác nhau là cần thiết để có được cái nhìn tổng thể và chính xác hơn về vấn đề được thảo luận trong video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.